Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên hôm nay là về những lời đồn đoán sai lạc về tro cốt của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam trên mạng xã hội hiện nay. Trong những ngày gần đây, thì trên mạng xã hội Facebook cũng như là trên một vài trang web có đăng một bài viết về tro cốt của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam của một cá nhân có tên là Nguyễn Văn Hoàng từ Cần Thơ. Bài viết của ông Nguyễn Văn Hoàng từ Cần Thơ cho rằng cốt của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam đang đặt tại chùa Già Lam, Sài Gòn có nguy cơ rời đi vì không có thân nhân đóng tiền tu sửa mới đồng những à, hữu tro cốt khác của những người có thân có thân nhân đóng tiền. Còn của ông Nguyễn Khoa Nam thì lại không có thân nhân tại Việt Nam nên đã rời khỏi vị trí cũ. Bài viết của ông Nguyễn Văn Hoàng có hàm ý rằng gia tộc của ông Nguyễn Khoa Nam không lo lắng gì về tro cốt của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam và tạo dư luận không tốt. Chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Mạnh Trí, là cựu sĩ quan hải ngoại Việt Nam Cộng Hòa thuộc gia tộc Nguyễn Khoa, hiện đang cư ngụ tại thành phố Garden Road, California để tìm hiểu sự việc. Được biết rằng, thân mẫu của ông Nguyễn Mạnh Trí là chị ruột của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam. Theo ông Nguyễn Mạnh Trí cho biết, vào năm 1984, nghĩa trang quân đội tại Cần Thơ bị giải tỏa. Gia tộc của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam đã tảo mộ và hỏa thiêu hài cốt của thiếu tướng. Tro cốt sau đó được đưa về chùa Già Lam tại Sài Gòn do thượng tọa Thích Trí Thụ cai quản và từ đó cho đến nay tro cốt của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam vẫn để tại nơi đây và chỉ có một người duy nhất trong gia tộc Nguyễn Khoa được nhà chùa công nhận mỗi lần cần liên lạc đó là bà Nguyễn Mạnh Diệu Thu tại Việt Nam. Vào năm 2015, chùa Già Lam được tân trang. Năm 2018, khu vực mới để chứa tro cốt cũng được xây thêm. Bất cứ ai muốn thì cũng có thể chuyển hộp tro cốt từ khu vực cũ qua khu Tân Trang và nếu như muốn họ cũng có thể thay hộp trò cốt mới. Tuy nhiên, gia tộc Nguyễn Khoa vẫn quyết định giữ nguyên vị trí của hũ tro cốt của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam tại khu vực cũ và không thay đổi hũ tro cốt dù đã sau 36 năm. Hũ tro cốt đã ngã màu theo thời gian. Vì vậy, gia tộc Nguyễn Khoa qua ông Nguyễn Mạnh Trí khẳng định rằng không có chuyện hũ tro cốt của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam dời đi nơi khác kính thưa quý vị việc di dời nếu có thuộc quyền quyết định của gia tộc nguyễn khoa và qua đại diện chính thức là bà nguyễn mạnh diệu thu tại việt nam mà thôi